Hàng về anh em ơi. Kéo về. Tuấn thích con nào lấy đi. Nhìn con này nào đi. Hả? Nhìn con này nào đi. Anh chơi hết. Tối mai thằng nào vào săn live stream thì anh bán rẻ đâu. Tối mai anh live stream rồi. Thằng ơi. Kéo NT 22 về anh em nhá. Kéo về anh em ơi. Kéo NT 222 về anh em ơi. Sóc báo là anh ơi. Xếp mẫu ra, đếm số lượng đó chị. Xếp ra đi, kiểm số lượng anh xem nào. Để mai livestream là livestream tặng giá cho anh em lên tới 90%. Bán như thế thì khác gì gọi là bán cho công đâu. Đây cả mẫu gì này. Lãi lờ gì đây. Đây kéo anh xem nào. Trời ơi kéo. Quá trời kéo này. Kéo này rất nhiều mẫu anh em nhá. Quá trời quá đất luôn. Xong rồi đây đây. Tất cả kéo đây. Kéo NT22 của Tường đã sản xuất xong. Bóc ra xem có đúng không. Cứ có mặt khỉ là kéo của Tường sản xuất. Chỗ này là chỗ này rơi đâu khoảng 2.000 con thôi. 2.200 con. Đây, mọi người cứ nhìn thấy mặt khỉ NT22 là kéo có Tường sản xuất nha. Ok man. Rảnh không đến hội chị Tuấn? Vâng. Đủ có kéo titan. Còn đây là kéo mẫu rất là nhiều. Và đây là tông đơ rất là nhiều anh em nhá. Anh em mua gì bức Tường nhá. Quá trời ơi đất luôn. Ý, nếu như anh em mua đọc bát là yêu anh Tường sẽ được giảm giá luôn. Giảm giá cho anh em tới đẹp nếu mua đọc bát yêu anh Tường. Cứ nhân viên hỏi, cứ bạn cứ bảo yêu anh Tường, bát là yêu anh Tường thì sẽ được giảm 10%. Anh em nhá. Cứ đọc bát là yêu anh Tường được giảm giá 10%. Rồi. Chào anh em nhá. Đấy. Thầy vứt vậy mà còn kéo à em?